1996 and then started for Chelsea Russian Music Academy at that time. We've had so many students that have gone off to major colleges. Music is so important in a child's life. For Vietnamese families, for most families, Asian families as well, European families. Music will not be the profession 99% of the time, but it helps them to round them off, to give them balance in life. It gives them a sense of logic, peace of mind. When they're in college and they're having their finals and they're stressing out, because most of them are going to be doctors, attorneys, lawyers, you name it, high professions. Music, they can walk off to the music room, they can perform by violin, piano, anything that they have at the college. But thank you parents for understanding and seeing the value of musical education. And we're so happy that we'll pass that COVID stage, we can be back out in the world again and performing. And kids, you did a phenomenal job. I am very, very proud of you. Especially the ones that have been on stage for the first time. Raise your hands. Wow. Wow, excellent job. Excellent. So now, this is the stepping stone, you guys. Everything else is a breeze now, okay? You come to class. The only thing you have to worry about is Miss Van yelling at you. But other than that, you'll be fine. Và thưa quý vị, như quý vị thấy thì hôm nay bên trong sân khấu nhỏ trong khu thương mại QT Golden Home Shopping á, thì trường VIMA Music School tổ chức một cái chương trình recital cho các em có cơ hội và cũng như là tự tin xuất hiện trên sân khấu biểu diễn trước khán giả mà hầu hết đây là phụ huynh thôi. Randy, say something about the event today. Today is a spring recital. Every 3 to 4 months at Virtuosos Russian Music Academy, we have a recital that shows the progress of the children. As you can see, there's a lot of little ones that have only been with the school for 3 months. To get them on stage is the most important thing. After this moment, their progress is going to flourish. Their musical education will continue on. The parents see the progress. And also, it's a chance for us to grade our teachers as well. Of course, I'm not grading Ms. Vaughn. She's the head of the school. We've been doing this since 1996, and we love the community, what they've done for us, and we're always out there to give back to the community. Thank you. Thank you. Ông Randy cho biết đây là cơ hội tốt để mà cho các em biểu diễn trên sân khấu. Anh Quốc Thái, anh thấy sao về cơ hội mà đem đến những cái chương trình cộng đồng như thế này mà cho phụ huynh các em đến đây biểu diễn ngay trên cái sân khấu này thưa anh? Cái câu nói của Quốc Thái là it's so beautiful to see all of these children coming in from 5 to 10 to 15, 20. Quốc Thái đã trải qua những thời thơ ấu như thế này ở trường quốc gia âm nhạc rồi. Nhưng mà tại Việt Nam đó mình không có cái cơ hội mà để mà interact với lại tất cả các khán giả như thế này. Ngày hôm nay các em có cái cơ hội đó, đây là một cái niềm rất là sung sướng hạnh phúc của Quốc Thái được nhìn thấy các em. Và đặc biệt là cảm ơn trường VRMA. VRMA, right? Randy and giáo sư Tường Vân là những người họ nghĩa là đam mê để mà đưa đến cho các em những cái chương trình dạy rất là tốt. Và đây là những cái cơ hội mà các em có thể nhìn thấy được các phụ huynh, nhìn thấy được các em đứng ở trên ngay hoặc là chơi trên cái đàn dương cầm đó. Và thưa quý vị, QT Golden Marketplace sẽ hân hạnh để làm công việc này trong những ngày tháng tới đây với lại VRMA, với lại giáo sư Tường Vân và Randy. Thank you very much and good luck to all of you. Yeah. Thank you, Anh. Tuyệt quá. Thank you.
Và thưa quý vị, đây là giáo sư Tường Vân. Sẵn dịp này thì xin giáo sư cũng cho biết luôn là ở trường đó có offer cho các em những cái lớp học nhạc như thế nào và cái thời gian học ra làm sao, thưa giáo sư. Thưa anh, thưa Little Sài Gòn TV, trường VRMA đã có từ trên cộng đồng trên 20 năm, rất nổi tiếng về dạy piano, tất cả các nhạc cụ mà dính đến classical, piano, violin, cello, viola, vocal, classic vocal, drum, guitar và band. Vẫn nghĩ cứ chỉ có một trường duy nhất là dạy band và orchestra. Dạ vâng, thưa anh. Dạ vâng. Dạ. Thế thì các em ở lứa tuổi nào thì có thể bắt đầu học được rồi, thưa giáo sư? Còn giờ giấc các em dạy làm sao, có bằng cấp gì nếu mà có những em muốn đi vào chuyên nghiệp trong tương lai đó, thưa giáo sư? Dạ thưa thưa anh, ở trường mình dạy từ 4 tuổi đã dạy rồi. Có một học trò nhỏ nhất là học trò 3 tuổi 8 tháng là Evan Lê. Yeah. Nhớ cái case đó. Thì còn bắt đầu từ 4 tuổi là dạy quá dễ dàng rồi. Thì nếu như các cháu mà muốn đi học mà để trở thành professional, thì tại vì năm nào trường mình cho các cháu đi thi Music Teacher Association of California. Yeah. Thì trường này chẳng hạn như là thầy giáo Khang, ngày xưa là học violin ở trường, bây giờ đang học ở UCI, học về lớp violin performance. Chẳng hạn như là thầy Johnny Masukov cũng như vậy hết, thì là từ ở trường này ra hết. Dạ, và trường mình rất là nổi tiếng ở UCI, ai cũng biết VRMA ở trường là học trò của trường mình. Dạ thưa, dạ professor ở UCI. Sáng dịp này cô muốn nói gì với các phụ huynh theo dõi trong chương trình ngày hôm nay, thưa cô? Dạ thưa quý vị khán thính giả, nhân dịp này Vân muốn nói là bận gì thì bận, cũng cho con một chút thời gian và cho các cháu học âm nhạc. Âm nhạc nó sẽ ở lại suốt cuộc đời của các cháu luôn, cho nên là bận gì thì bận cũng phải cho con học nhạc. Vân chỉ có nói vậy thôi. Cảm ơn anh. Quý vị, thế đó là giáo sư Tường Vân trong chương trình Recital tại QD Golden Marketplace trong ngày hôm nay, từ trường VRMA. Thank you. Cảm ơn anh. Thank you.